Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng với mọi người làm một cái lồng đèn, đó là lồng đèn capybara nha. Nguyên liệu hôm nay là mình sẽ có kẽm nhung nè, nắp nhựa nè. Nắp nhựa này mình dùng size 95 mm. Với cái size này thì khi mà mình dùng á, kẽm của mình cắt làm đôi là mình làm là vừa. Nếu như mọi người làm nhỏ hơn thì nó sẽ dư kẽm, còn nếu là làm cái nó to hơn, cái khung nó to hơn thì lúc đó kẽm của mình nó lỡ cỡ, cho nên là size 95 là mình thấy là rất là vừa luôn. Cho nên là mọi người nếu như mà có dùng thì mình dùng size 95 ha. Rồi cái phần mà mình cắt ra như thế này nè mọi người, thì cái nắp loại này á nó cứng, mình cảm thấy là nó cứng hơn những cái loại khác, nó ít có bị móp hơn, cho nên là mình chịu khó mình cắt cái phần này. Và khi mà mình làm á, cái lỗ này mình cắt á, mọi người cắt cho nó to to ra một chút thì kẽm nó có thể khi lúc mà mình cắt kẽm làm đôi á thì nó có trên lệch một tí xíu, cho nên là có một vài cây nó hơi ngắn một tí, cho nên là mọi người cắt cái lỗ đó nó to ra một chút thì tất cả các kẽm của mình đều vừa ha. Nếu mà sợi nào không vừa thì mọi người có thể tháo ra và bẻ cái phần đầu này nè, ngắn lại bớt thì cái phần sau mọi người sẽ vừa ha. Với lại dùng cái loại nắp này á, nó dày, cái loại dày dày thì khi mình dán hai cái nắp lại với nhau, lúc mà mình dán bằng keo nến á thì cái nắp nó sẽ ít có bị quéo. Tại vì mình thấy có nhiều bạn nhắn tin cho mình nói là cái nắp sau dùng nó quéo á mọi người, thì do mọi người dùng cái nắp nó hơi mỏng, còn cái loại này thì mình thấy nó dày nè. Mọi người thấy cái ký hiệu trên nắp á, nó có chữ MP á, size 95 xăng ha. Đó mọi người thấy khi mà mình cắt kẽm làm đôi mình làm như thế này thì nó rất là vừa luôn. Mọi người nếu làm nhỏ hơn thì kẽm nó sẽ bị dư ra, còn nếu như mà mình làm lớn hơn thì kẽm nó sẽ bị lỡ cỡ, cái phần còn lại thì mình cũng không biết sử dụng vào đâu thì nó sẽ dư rất là nhiều. Tại vì tại sao mình nói là cái nhỏ size nhỏ size lớn ở đây là tại vì có nhiều bạn hỏi mình là có cái nắp size lớn hơn hay không, thì mình thấy là nếu như mọi người dùng lớn thì phải dùng thật là lớn hơn thì cho nó dùng được một cây kẽm luôn. Còn nếu mọi người làm mà lỡ cỡ là phần kẽm còn dư là mọi người sẽ không làm được gì hết nha. Rồi khi mà mình gắn những cái kẽm này vào trong cái quả cầu này á thì mọi người cố gắng mình đẩy những cái kẽm nó gần sát vào nhau để mình đi cho hết cái quả cầu, chứ đừng có chồng kẽm lên nhau ha. Mọi người đừng có chồng cây kẽm này chồng lên cây kẽm kia thì cái cầu của mình nó sẽ không đẹp. Mọi người cố gắng mọi người ép làm sao cho nó sẽ đi hết quả cầu mà không có bị chồng lên nhau ha. Như vậy thì cái quả cầu của mình nó sẽ rất là đẹp luôn. Kẽm mình đang dùng ở trong video này á, màu này là màu cà phê ha, mình đang dùng màu cà phê, mình đặt tên là như vậy thôi. Còn nếu như mọi người đang sử dụng cái kẽm nào mà màu tương tự thì mọi người vẫn dùng nha, tại vì mình đặt tên là vậy thôi, tên nó không quan trọng, mọi người cứ nhìn theo hình ảnh mọi người làm đó. Mọi người thấy khi mà mình làm tới nó gần hết rồi thì mình cố gắng là mình chèn ép nó làm sao để cho nó đủ, chứ mình không có chồng nó lên. Một cái quả cầu như thế này thì mình sẽ dùng 27 sợi kẽm, mình cắt ra làm đôi thì tổng cộng nó là 54 sợi đó mọi người. Đó, kẽm thường, kẽm nhung á là loại bình thường là mỗi một sợi là dài 30 xăng. Mình cắt ra làm đôi thì mỗi sợi là dài 15 xăng ha. 27 sợi dài 30 xăng thì cắt được 54 sợi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tới cái mũi của nó. Cái mũi của nó thì mọi người sẽ dùng cái màu nó đậm đậm hơn một chút. Còn mình chừa màu nâu để làm tay và chân ha. Mình chỉ làm hơi đậm đậm chút xíu thôi, thì cái màu này mình đặt nó là màu sô-cô-la. Mọi người có thể vào những cái link mà mình để ở trong phần chi tiết á, những cái link mua hàng á mọi người có thể vào đó để xem ha. Những cái đồ mình làm bằng kẽm nhung thì thường là sẽ dán bằng keo nến hết á mọi người. Nó cũng rất là chắc, dán bằng keo nến nó vô là rất chắc rồi. Mọi người dán cái phần mũi này lên xong cái phần kẽm thừa bung bung ra đó mọi người thấy không, thì mình sẽ giấu nó phía sau.
ha, giấu nó phía sau, mình bôi keo nến lên rồi mình giấu nó phía sau ha. Làm con này thì nó cũng không có lâu lắm đâu, nhưng mà thời gian mình đợi cho keo khô nó cũng lâu tương tự á mọi người. Làm thì không lâu, chủ yếu lâu là do cái đợi keo nó khô á. Với lại mọi người dùng cái này là nó dùng keo nến nhiều cho nên mọi người cũng cẩn thận ha, cẩn thận sợ là nó vô tay mọi người. Nếu như mà lỡ mà keo nến nó đang nóng mà nó dính vô tay thì mọi người phải phải lấy cái tay mình bôi liền. Bôi liền để cho nó nhanh khô. Chứ mọi người không bôi liền á, nó lâu khô nó sẽ làm cho cái tay mình phỏng sâu hơn. Mọi người cố gắng mình bôi luôn ngay lúc đó luôn thì qua ngày hôm sau cái tay mình nó sẽ bình thường, nó không có bị phỏng gì hết. Bây giờ mình làm tới cái lỗ mũi mà giống như là cái miệng đó mọi người. Kiểu giống như cái miệng như đó. Mình sẽ dùng cái sợi kẽm nâu và mình cắt hết cái lông nó đi. Mình tỉa hết cái lông nó đi. Rồi mình sẽ dán lên trên cái phần mũi hồi nãy ha. Tại sao mà mình không có dùng màu nâu ở phần mũi là do là mình còn cái chân và cái lỗ tai thì mình sợ nó bị trùng á mọi người. Thì ở trên đó nó bị trùng thì nó không có cái gì để làm điểm nhấn, cho nên là mình sử dụng một cái màu khác đi chứ không sử dụng màu nâu ha. Còn nếu như mọi người không có cái màu đó thì mọi người sử dụng luôn màu nâu cũng được. Khi mà mọi người làm gì mà với keo nến á thì mọi người có thể sử dụng cái kìm. Kìm này thì mình có ở trong cái trong giỏ hàng á mọi người, trong cái đường link mà mình để ở phía dưới đó. Rồi mọi người tìm sản phẩm thì mọi người cứ gõ tên vào, gõ chữ kìm vào thì sẽ tìm được nha. Mọi người xem video, nếu như mà thấy video có ích á mọi người thì mọi người thả cho mình một lượt like nha, và một lượt đăng ký kênh, để khi nào mà mình ra những video mới hướng dẫn cho mọi người thì YouTube nó sẽ thông báo cho mọi người vào xem ha. Mọi người có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem, cho bạn bè cùng xem nha mọi người. Mình làm cho cái mũi của nó giống như là chữ Y vậy đó. Đó, cái phần này là mình không có cầm bằng tay nè, mình cầm bằng kìm hết mọi người. Nói chung là mình làm nhiều đụng tới cái gì mà nóng nóng thì mọi người cố gắng mình cẩn thận một chút xíu. Đó, mình khi mà mình dán vô thì cái ngón tay cái của mình nó giữ cái kìm để cho nó không có bị rung. Cái tay mình nó hay bị rung cho nên phải kìm lại như vậy ha. Rồi trong quá trình mà mọi người làm á, hoặc là mọi người xem có gì thắc mắc thì mọi người cứ để lại bình luận cho mình ha. Nếu như mà mình cái nào mình biết thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Đó, trong cái video này thì mọi người cứ hỏi cái nào mình biết thì mình sẽ hỗ trợ ha. Hoặc là mọi người có thể yêu cầu mình làm thêm cái món gì đó. Mọi người muốn mình làm cái món gì đó thì mọi người cũng để lại bình luận cho mình nha. Cái con mắt này mình đang sử dụng là size 10 ly á mọi người. Mắt size 10 ly ha. Nếu mọi người không có mắt thì mọi người có thể sử dụng hạt đen, hoặc là mọi người có thể sử dụng kẽm nhung màu đen luôn cũng được. Để mình làm mắt thì mình làm nó nhỏ thôi, cỡ đầu ngón tay út á mọi người. Còn đây là mình làm hai cái chân của nó nè. Hai cái chân của nó ha. Hai cái chân này thì mọi người sẽ dùng phân nửa cây kẽm. Phân nửa cây kẽm là 15 xăng nha, mỗi sợi là 15 xăng. Này là cái chân nha mọi người đừng có tưởng tượng quá nha, đây là cái chân thôi, chỉ là cái chân thôi nha. Thì tại vì nó hình tròn cho nên là nó phải nằm ở vị trí đó. Mọi người dán vô xong là mình sẽ giữ. Mình giữ ở đây khi nào mà nó khô thì mình mới buông ra nha. Tại vì mình xoắn ốc nó đó, cho nên mọi người buông ra thì nó sẽ bung ra đó. Mọi người phải đợi cho nó khô ha.
Mọi người làm đồ thủ công á, thì mình ít nhất cũng phải có hai cây kìm, một cây kìm nhọn và một cây kìm cắt. Nhất là mình làm bên kẽm nhung á mọi người, thì mọi người phải có hai cây kìm đó và một cây kéo. Kéo thì mọi người dùng một cái kéo hơi to to một xíu để khi mà mình cắt kẽm á, nó sẽ có cái lực để mình cắt hơn. Còn những cái kéo nhỏ nhỏ thì mọi người sẽ khó. Còn kìm cắt á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người cắt những cái chi tiết nhỏ nhỏ, thì cái kìm nó sẽ chính xác hơn. Còn cái kìm nhọn thì mọi người thấy rồi đó, công dụng của nó đó. Nói chung là nó để uốn kẽm đồ này kia cho mình. Nên mọi người thấy không, làm cái này thì thời gian giữ keo nó cũng lâu lắm á. Giữ đừng cho keo nó khô. Nếu như mọi người không thích con mắt tròn thì mọi người có thể làm con mắt hí. Rồi bây giờ mình sẽ làm tới cái tai nha. Cái tai của nó thì mình sẽ sử dụng là mỗi một bên là một sợi kẽm nguyên luôn mọi người. Không cần phải cắt ra. Và cái phần này là mình sẽ đi keo. Đi keo kiểu này thì nó rất là khó, nó khó đi nhưng mà nó lại dễ bị phỏng. Đó, khó mà dễ. Khó là khó làm nhưng mà dễ là dễ bị phỏng đó mọi người. Cho nên là mọi người cẩn thận ha. Mình sẽ đi keo một phần như thế này nè mọi người thấy không. Và khi mà mình dán lên nè, đó mình sẽ dán vòng qua tới cái vòng đó. Và cái tay của mình sẽ di chuyển tới cái chỗ mà không có keo để dịnh. Đó thấy không. Mọi người cẩn thận cái chỗ này. Mình di chuyển cái tay của mình đến cái vị trí mà nó không có keo để mình dịnh vô. Dịnh vô để cho keo nó khô ha. Đó, mọi người cẩn thận cái chỗ này. Chỗ này ai làm kẽm nhung á, mà cái móng tay của mình mà không có á, mọi người, thì nó sẽ hơi đau ở cái đầu móng tay một chút xíu ha. Tại vì cái này cái nào mình cũng dùng kẽm cứng hết. Nên là nếu như bạn nào mà để được móng tay thì mình để hơi hơi, cũng đừng có quá dài, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình làm cái này dễ hơn. Tại vì cái lỗ tai của nó đứng á mọi người, nếu như mọi người không dán như thế này thì một hồi nó sẽ bung và nó rớt ra. Cho nên là mình phải dán. Mình dán xong hết rồi mình mới tạo dán cho cái lỗ tai của nó ha. Mình dán cho nó dính vô, mình đợi keo nó khô rồi sau đó mình sẽ tạo dán cho cái lỗ tai. Thì mọi người uống cái lỗ tai của nó theo như cái hình của theo như cái hình ở trong video nha mọi người nha. Khi mà keo nó khô rồi thì mọi người uống tùy ý ha, nó không có rớt ra nữa. Còn nếu mọi người không dán keo là mọi người cầm tới cầm lui là nó sẽ xúc ra. Mọi người xem có thắc mắc gì thì cứ bình luận lên cho mình nha mọi người. Hay hoặc là mọi người có yêu cầu mình làm cái món gì đó thì mọi người cứ bình luận lên ha. Đang trend cái món nào đó thì mọi người cứ bình luận lên. Nhiều khi mình cập nhật thông tin không có bằng mọi người đâu. Rồi cái chỗ này thì cái vị trí để dán cái lỗ tai thì mọi người sẽ đếm nè. Đếm từ cái con mắt của nó. Cây kẽm nào mà nó nằm ở trên con mắt thì mình sẽ không tính. Và mình sẽ tính cây kẽm ở phía ngoài ha. Mình tính từ ngay chỗ con mắt đi ra là 5 sợi ha mọi người. Tính từ con mắt đi ra là 5 sợi kẽm và mọi người sẽ dán vào đó ha. Và vị trí từ ở trên đầu nó, ở trên cái lỗ mọi người ra tới cái vị trí của cái lỗ tai thì khoảng tầm 2 xăng. Nó lại dịnh cho nó khô. Không dịnh là một hồi nó chạy tùm lum. Rồi mình còn một bên lỗ tai nữa là xong ha mọi người. Là xong cái khuôn mặt của nó và tiếp theo là mình sẽ trang trí. Cái phần này nếu như ở nhà mọi người mà không có đủ màu thì mọi người có thể thay đổi thành màu khác ha, tùy biến ha.
Làm những món đồ bằng kẽm nhung như thế này thì mọi người làm từ từ, không cần phải gấp rút gì đâu mọi người. Cái bộ nguyên liệu để làm con capybara này thì mình có ở trên trang TikTok. Mọi người có thể vào TikTok của mình để mua ha. Nguyên liệu làm thì mình sẽ làm những cái phụ kiện vừa đủ để cho mọi người làm một cái con capybara như thế này. Nó sẽ có nắp nè, có mắt nè, có kẽm nhung nè, có đèn nè. Đó, có đầy đủ ha, tay cầm, dây cho mọi người hết luôn. Hoặc là mọi người có thể liên hệ Zalo cho mình. Ha, số Zalo mình có để trong phần mô tả chi tiết ở bên dưới, mọi người có thể bấm vào xem ha. Nếu như mọi người thấy video hay thì mọi người có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem. Hoặc là mọi người bấm like và một lượt đăng ký giúp mình nha mọi người. Giúp cho cái kênh của mình phát triển thì mình sẽ đăng những cái video nhiều hơn, hay hơn để cho mọi người cùng xem nha. Nếu như có cái trend nào có hay hay thì mọi người có thể là bình luận lên và yêu cầu mình làm ha mọi người. Mọi người thấy là keo nó dính vào tay mình không? Nóng lắm đó mọi người. Từ mắt mình đếm ra là 5 sợi và mình dán ở đây. Trước khi dán thì mọi người nên mình canh chỉnh cho cái mặt của nó hài hòa, cân đối thì sau đó mình hẳn dán nha mọi người. Chứ đừng có để keo xong rồi mình không biết dán ở đâu á, mình xoay tới xoay lui cái nó dính keo tùm lum ở trên cái mặt của con capy luôn á. Sau khi mà xong cái phần mặt của con capy rồi thì bắt đầu mình sẽ trang trí thêm cho nó ha. Mọi người xem video nha. Chúc mọi người làm được một cái con capy thật là xinh xắn dễ thương. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người ha. Mọi người tiếp tục theo dõi nha mọi người. Bye bye mọi người.